Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nhận phiếu tín nhiệm cao nhất. Khu đô thị Thanh Hà thiếu nước sạch trầm trọng, sẽ ổn trong 7 đến 10 ngày tới. Vụ đầu độc cha và bà nội ở Tiền Giang, đối tượng lên mạng tìm kiếm cách hạ độc. Vụ quốc cơ quốc nghiệp chồng đầu đi xe máy không có dấu hiệu tội phạm. Bắt ông trùm co tiền miền Tây. Trùm giang hồ thảo luận lĩnh 18 tháng tù. Kính chào quý vị đã quay trở lại với tin tức mới nhất trên kênh youtube tạp chí Việt Times. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào chiều ngày 25 tháng 10, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 chức danh do Quốc hội bầu phê chuẩn. Trong đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang nhận được nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất. Cụ thể, ông Giang nhận được 448 phiếu tín nhiệm cao, 29 phiếu tín nhiệm và 4 phiếu tín nhiệm thấp. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là người có số phiếu tín nhiệm cao đứng thứ hai với 437 phiếu tín nhiệm cao, 32 phiếu tín nhiệm và 11 phiếu tín nhiệm thấp. Nếu tính riêng trong khối Quốc hội thì Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất. Người có số phiếu tín nhiệm cao đứng thứ ba là Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương. Ông Phương nhận được 426 phiếu tín nhiệm cao, 49 phiếu tín nhiệm và 3 phiếu tín nhiệm thấp. Tiếp đó là Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, với 414 phiếu tín nhiệm cao, Phó Chủ tịch nước Trần Thị Ánh Xuân có 410 phiếu tín nhiệm cao. Trong khi đó, người có ít phiếu tín nhiệm cao nhất là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt với 187 phiếu, tiếp theo là Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng với 219 phiếu, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên với 229 phiếu, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng với 237 phiếu, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan với 239 phiếu. Cũng theo kết quả được công bố, người nhận được nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn với 241 phiếu tín nhiệm cao, 166 phiếu tín nhiệm và 72 phiếu tín nhiệm thấp. Đây là lần thứ tư Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm. Lần đầu tiên vào năm 2013, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm với 47 người, năm 2014 Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm lần thứ hai với 50 người, năm 2018 Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm với 48 người. Liên quan đến vụ khu đô thị Thanh Hà ở huyện Thanh Oai, Hà Nội thiếu nước sạch sinh hoạt nhiều ngày qua, trao đổi với báo Tuổi Trẻ Online vào chiều ngày 25 tháng 10, một lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết với nhiều giải pháp đồng bộ dự kiến trong 7 đến 10 ngày tới, việc cấp nước cho khu đô thị trên sẽ ổn định trở lại. Vì lãnh đạo trên nói, hiện nay chúng tôi vẫn đang cấp nước cho người dân, tuy nhiên để việc cấp nước trở lại ổn định thì dự kiến phải 7 đến 10 ngày tới. Theo vị này, hiện Sở Xây dựng Hà Nội đã làm việc với các bên liên quan, thực hiện các giải pháp cấp nước và điều tiết tối đa nguồn nước mặt sông Đuống. Cụ thể, công ty cổ phần nước mặt sông Đuống đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Nước sạch Hà Nội, công ty cổ phần Vivaco điều tiết nguồn cho công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Nước sạch Hà Đông để cấp cho khu đô thị Thanh Hà với lưu lượng truyền tải là 3.656 m khối ngày đêm trên nhu cầu khoảng 3.500 m khối ngày đêm. Đồng thời, công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Nước sạch Hà Đông cũng phối hợp hỗ trợ công ty cổ phần nước sạch Thanh Hà để vận hành điều tiết cấp nước cho các khu vực trong khu đô thị Thanh Hà thông qua trạm tăng áp phân phối nguồn cấp đến các tòa nhà. Các công ty trách nhiệm hữu hạng MTV như nước sạch Hà Nội, nước sạch Hà Đông, công ty cổ phần Viwaco đã hỗ trợ cấp nước bổ sung bằng xe tét vào bồn chứa do công ty Cienco 5 cung cấp lắp đặt tại những khu vực thiếu nước trong khu đô thị Thanh Hà. Ngoài ra, thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị cấp nước gồm công ty nước sạch Hà Nội, Vivaco, nước mặt sông Đuống, sông Đà, nước sạch Nam Hà Nội phối hợp điều tiết bổ sung tối đa nguồn cấp cho công ty trách nhiệm hữu hạn MTV nước sạch Hà Đông để cung cấp cho khu đô thị Thanh Hà. Theo Sở Xây dựng, khu đô thị Thanh Hà gồm có 26 tòa nhà với khoảng 26.500 người dân sinh sống, nhu cầu sử dụng nước sạch trung bình khoảng 3.500 m3 ngày đêm. <laughs> Liên quan đến vụ con trai 14 tuổi đầu độc cha và bà nội tử vong ở Tiền Giang, Chiều ngày 25 tháng 10, thông tin về kết quả điều tra ban đầu của vụ án, Đại tá Nguyễn Văn Lộc, phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Phạm Minh Quốc nghiện phim đen, hay lên mạng tìm kiếm các cách thức để sát hại người cha nghiện rượu sau nhiều lần bị ông chỉ bới. Lúc bị bắt, quốc tỏ ra lạnh lùng, không sợ hãi hay an ăn năn hối cải. Quốc bị xác định đã bỏ bà chó vào sữa khiến cha là Phạm Văn Nhiên, 45 tuổi, và bà nội Phạm Thị Phấn, 83 tuổi, ngụ cùng xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè tử vong sau khi uống sữa bột. Bác ruột của nghi phạm cũng uống sữa này, may mắn được cấp cứu kịp thời, hiện đã xuất viện. Về nguyên nhân và động cơ gây án, Đại tá Lộc cho rằng, nghi phạm không được cha mẹ quan tâm giáo dục, không loại trừ khả năng đã bị người xấu xúi dục, kích động mới nuôi dưỡng hận thù lớn đến vậy. Theo ông Lộc, các vụ ngộ độc thực phẩm thường xảy ra sau khi nạn nhân ăn uống khoảng 20 đến 30 phút, nhưng trong vụ này nạn nhân chết ngay lập tức sau khi uống sữa thì chỉ có thể bị bỏ chất kích độc như bà chó hoặc cyanua. Công an tỉnh xác định đây là vụ mưu sát có tính chất phức tạp nên đã điều động tất cả các cán bộ ưu tú nhất vào cuộc điều tra. Ông Lộc nói và cho biết thông thường quy trình gửi mẫu kiểm tra phải mất 9 ngày, nhưng do tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên cơ quan điều tra phải chấp nhận chi phí tốn kém để có thể có kết quả nhanh hơn. Sau 2 ngày xảy ra vụ án, căn cứ vào kết quả phân tích mẫu, cảnh sát đã bắt quốc để điều tra về hành vi giết người. Người đàn ông 39 tuổi cho cậu bé bà chó bước đầu khai không biết quốc dùng thuốc để sát hại cha. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ án có đồng phạm hay không, cũng như các hành vi che giấu không tố giác tội phạm. Theo điều tra, vào sáng ngày 14 tháng 10, người nhà phát hiện ông Yên nằm chết, cho là do bệnh lý. Cũng trong tối cùng ngày, khi gia đình đang làm đám tang, con gái bà Phấn pha 100ml sữa bột cho mẹ uống. Cụ bà tức ngực, khó thở, nôn, khoảng 5 phút sau, tử vong. Gia đình cho rằng bà Phấn chết cũng do bệnh lý nên không trình báo cơ quan chức năng. Đến dạng sáng hôm sau, ông Phạm Minh Tân, 55 tuổi, anh trai ông Yên đến phụ tổ chức đám tang cũng pha 150 ml sữa bột để uống. Ông lập tức bị nhức đầu, chóng mặt, ói, được gia đình đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tại cơ quan điều tra, Quốc thừa nhận hành vi, cho biết khi lên 6 tuổi thì cha mẹ ly thân, cậu và hai em về ở với ông bà ngoại ở xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè. Hai năm trước, Quốc bỏ học cùng mẹ làm cho vựa trái cây của dì ruột trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Gần đây, Quốc về ngủ ở nhà cha, Thấy ông Yên thường xuyên uống rượu, cậu khuyên ngăn nhưng bị cha chửi bới nên bực tức lên kế hoạch sát hại. Hai tháng trước, Cúc quen người đàn ông 39 tuổi ở cùng Xá, Biết người này có bà chó, đến ngày 13 tháng 10, cậu đến gặp xin thuốc để bà chó hoang hay đến phá phách. Đến 23 giờ cùng ngày, Cúc bỏ thuốc độc vào hộp sữa mà cha và bà nội thường hay uống sau đó đi ngủ. Ngày 25 tháng 10, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã có thông tin ban đầu liên quan đến clip hai nghệ sĩ Quốc Cơ và Quốc Nghiệp không đội mũ bảo hiểm và trồng đầu khi đi xe máy gây xôn xao dư luận. Qua điều tra, công an xác định khoảng tháng 9, hai nghệ sĩ trên ký hợp đồng với một công ty xe máy điện quảng cáo cho sản phẩm mới ra mắt vào cuối năm 2023. Đoạn đường hai nghệ sĩ biểu diễn nằm trong cụm chung cư thuộc phạm vi quản lý của chủ đầu tư là công ty Thuận Việt, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức. Sau khi mạng xã hội và báo chí xôn xao hình ảnh của hai nghệ sĩ quốc cơ và quốc nghiệp trồng đầu biểu diễn trên xe máy, Công an thành phố Thủ Đức đã mời các cá nhân, tổ chức có liên quan đến trụ sở để làm việc. Qua làm việc, cơ quan công an nhận định vụ quốc cơ và quốc nghiệp điều khiển xe máy điện trồng đầu khi chạy xe máy, bản chất khác với vụ việc của người mẫu Ngọc Trinh điều khiển mô tô biểu diễn trên tuyến đường giao thông. Tuyến đường hai nghệ sĩ biểu diễn chưa được kết nối giao thông và mạng lưới giao thông đường bộ nên không thuộc sự điều chỉnh của luật giao thông đường bộ. Công an thành phố Thủ Đức nhận định đây là vụ việc hành chính không có dấu hiệu tội phạm. Chiều ngày 24 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng vừa bắt giữ Quách Sơn Vũ, 51 tuổi ngụ tại thành phố Cần Thơ, người có biệt danh là kho tiền miền Tây, do liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng lớn nhất tỉnh này. Vụ được xác định là đối tượng cầm đầu liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ bị Công an Sóc Trăng triệt phá vào tháng 11 năm 2021. Trước đó, vào ngày 26 tháng 10 năm 2021, Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bắt quả tang Nguyễn Quốc Thái, 34 tuổi, và Từ Phi Hải, 36 tuổi, cùng ngụ thành phố Sóc Trăng đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng. Nhóm này tổ chức đánh bạc dưới hình thức đặt cược số lô, số đề dựa trên kết quả số số kiến thiết trên toàn quốc. Trong đó có nhà cái cấp trên tại thành phố Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, công an còn bắt giữ 20 đối tượng có liên quan. Đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở Sóc Trăng, với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng. Chiều ngày 25 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã tuyên bị cáo Nguyễn Văn Thảo, tức Thảo Lụi, 58 tuổi, 18 tháng tù về tội hủy hoại tài sản. Các bị cáo còn lại bao gồm Nguyễn Thị Thu Phương, 53 tuổi, bị phạt 6 tháng tù, Phạm Quốc Cường, 36 tuổi, 9 tháng tù, Phan Anh Kim 50 tuổi, 12 tháng tù, Lê Danh Thuận 44 tuổi, 6 tháng tù và Lê Minh Khôi 41 tuổi, 10 tháng tù cùng về tội hủy hoại tài sản. Theo có trạng, vào ngày 7 tháng 5 năm 2012, vợ chồng bà Nguyễn Thị Thủy Trang, 53 tuổi, và ông Hồ Đương Sơn, 57 tuổi, cùng chú phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết, góp tiền cùng em trai của ông Sơn mua 2,6 hecta đất, viết tay tại khu phố 2, phường Phú Hải từ bà Nguyễn Thị Bảy, 72 tuổi, chú khu phố Phú An, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc. Ngày 2 tháng 9 năm 2016, vợ chồng bà Trang viết giấy tay bán lại diện tích 1,2 ha đất mua từ bà Bảy cho Nguyễn Văn Thảo với giá là 132 triệu đồng. Thảo đưa trước 65 triệu đồng, số còn lại hẹn sau một tháng sẽ trả. Theo bà Trang, khi đến hẹn, Thảo không đưa hết số tiền còn lại nên bà cùng ông Sơn đã giao cho em ông Sơn 0,6 ha đất tương ứng với số tiền Thảo đưa ra. Ngày 20 tháng 5 năm 2018, em Ông Sơn viết giấy bán lại 4 sào đất trong số 6 sào đất nhận từ vợ chồng bà Trang cho 4 người dân tại phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết. Tháng 3 năm 2019, 4 người trên viết giấy bán lại mảnh đất trên cho ông mã Tấn Phương, 48 tuổi, trú quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh với giá là 950 triệu đồng. Ngày mùng 3 tháng 10 năm 2019, khi nghe tin ông Phương thuê người xây tường rào trên khu đất thuộc khu phố 5, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết Thảo nói với Phương, Kim, Danh, Khôi đi ra khu đất để đập phá tường rào. Phương điều khiển ô tô chở Thảo, Kim điều khiển ô tô chở Danh cùng đi ra khu đất nơi nhóm thợ đang xây tường rào cho ông Phương. Khôi cũng xuất hiện tại đây. Thảo lớn tiếng yêu cầu đập phá bức tường. Phương, Kim, Danh, Khôi và Cường đã dùng tay chân, xô đạp và phá làm bức tường dài 38 mét sập đổ hoàn toàn. Cơ quan chức năng nhận định hành vi của Nguyễn Văn Thảo, Nguyễn Thị Thu Phương, Phạm Quốc Cường, Văn Anh Kim, Lê Thuận Danh Lê Minh Khôi đã xem thường pháp luật, xâm phạm đến tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương, nguy hiểm cho xã hội, do đó họ cần bị truy tố nhằm gian đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Hy vọng với những thay đổi tích cực đến từ tạp chí Việt Times cùng với việc phản ánh các nội dung chuyên sâu dưới góc nhìn truyền thông số sẽ giúp các bạn tiếp cận các nội dung đa chiều và hấp dẫn hơn nếu yêu thích việt times đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo